Chiều ngày 25 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Đại Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 10 đã tiến hành miễn nhiệm, cho thôi làm đại biểu và bầu bổ sung các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghỉ hưu theo chế độ. Kỳ họp cũng biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Tấn, do chuyển công tác khác. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Lê Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Công Thương, do chuyển công tác khác. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Trương Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Y tế, do chuyển công tác khác. Kỳ họp cũng bầu bổ sung chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Anh Tâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Phạm Trung Chánh, Giám đốc Sở Công Thương. Kết quả, ông Lê Anh Tâm được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, đạt 100% số phiếu đại biểu có mặt. Ông Phạm Trung Chánh được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả phiếu bầu đạt 100% số phiếu đại biểu có mặt.